Chào anh em, chào tất cả mọi người. Hôm nay Leogo Event giới thiệu với tất cả anh em RCF NXL44A MK2 sản xuất Italy nha. Sub RCF 9004 với công suất là 2800W. Này là 2100W, một check 3 bát. Sub RCF 8004AF RCF 9004 và 8004. Bên kia là một con phương bên drive NXL44MK2 nha. Thì đây là hệ thống loa chính của Leogo Event. Và hệ thống monitor thì là RCF 912, 712, 710, MK4 nha. Và thêm nữa là FFG8. Tương lai thì Leogo Event sẽ có thêm một số model mới đang cung cấp về nữa. Thì đây là đang xài hệ thống mixer Midas M32R Line. Sau khi đã đo đạc xong thì mọi thứ đã ok. Và xin mời mọi người sẽ cùng xem một cái video quá trình được mình bên ngoài Leogo setup một hệ thống này. Cảm ơn em. Chuyển qua chuyển một hai
tiền.